Công an phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa cho hay đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc chiếc ô tô của người này bị hai thanh niên lạ mặt đập phá làm hư hỏng. Theo tin trình báo, gần 3 giờ sáng ngày 21 tháng 11, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy trên đường Thủ Khoa Huân. Khi tới trước địa chỉ 159 trên 1 thuộc khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thì bất ngờ tiếp cận một chiếc ô tô đang đậu trên vỉa hè, rồi lấy đá ném bể cửa kính xe và một số bộ phận sau đó rời đi. Tới sáng ra, anh T chủ xe phát hiện vụ việc và đã trích xuất camera. Theo anh T, chiếc ô tô này được anh hợp đồng với một trung tâm đào tạo lái xe, sau giờ dạy lái, anh chạy về đậu trước nhà. Vụ việc đang được công an lập hồ sơ xử lý.